Em bán căn phố biển shop house phố biển 2 căn 80 dãy phố biển 2, đường rất rộng, thông với giáo Vali, trục kết nối với Vịnh Thiên Đường, phố biển về 3 ra Vịnh Thiên Đường. Đặc biệt là dãy này đối diện với 43 tòa nhà ở chung cư Happy Home do chủ đầu tư Vingroup Vinhome làm chủ đầu tư. Dãy xây 5 tầng, thông hai mặt, hai mặt tiền kinh doanh rất thuận lợi, trục rất thoáng để được nhiều xe. Vị trí 43 tòa nhà ở chung cư của Vinhome, hai mặt thông với Vịnh Thiên Đường. Mặt kinh doanh này xây 5 tầng rất đẹp, căn áp góc. Dãy này em cũng nhiều căn để tư vấn cho khách hàng. Căn này giá rất tốt, quý khách liên hệ em để tư vấn giá bán.